Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những bộ đồ rất là đẹp này. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé. Cái váy này mình cũng thu vào đó này. Mình tô một tí bộ đồ bơ gì tôi màu cổ tôi từ xây là màu tôi màu xanh. Chiếc phần tông lên bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh với những món đồ rất là nhiều màu.
màu sắc này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.